Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái mũ len với cái hoa văn vận thần dành cho bé trai từ 3 đến 5 tuổi giống như thế này. Ở cái mẫu này các bạn có thể dùng sợi canxi, sợi miêu đều được. Và kim móc chúng ta dùng là kim số 5. Các bạn móc cho mình 10 mũi móc xích. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười. Tiếp tục, hàng móc thứ nhất, các bạn bỏ cho móc thứ nhất đi, móc lần lượt 9 mũi móc đơn. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín. Chúng ta đã có hàng đầu tiên. Hàng móc thứ hai, các bạn móc lên cho mình một bính 9 mũi móc đơn. Ở đây chúng ta sẽ móc vô cái dây móc ở phía ngoài. Mũi đơn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín. Chúng ta đã xong hàng thứ hai. Hàng móc thứ ba cũng là một bính 9 mũi móc đơn. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín. Chúng ta đã xong hàng thứ ba. Ở hàng thứ tư đến hàng móc thứ 74, các bạn sẽ móc giống như hàng móc thứ ba cho mình. Lúc này chúng ta đã vừa móc xong 74 hàng móc đơn. Các bạn sẽ dùng một cái hàng mũi dời để nối hai cái đầu dây này lại. Chúng ta có thể dùng kim mai len để nối cũng được. Các bạn sẽ móc cho mình mũi dời thứ nhất, mũi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám,
Thứ 9. Thứ 10. Các bạn cắt bỏ cái chỉ thừa đi. Như thế là chúng ta đã vừa có được cái phần cái viền mũ ở bên dưới với cái chỉ màu đỏ giống như vậy rồi. Tiếp tục, các bạn sẽ móc tiếp cái phần cái thân ở bên trên với cái chỉ màu trắng. Ở cái hàng móc đầu tiên, chúng ta sẽ móc lên 3 bính. Sau đó là 74 mũi móc kép. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Mũi thứ tư. Thứ năm. Mũi kép thứ sáu. Thứ bảy. Mũi thứ 8. Tương tự, các bạn móc lần lượt đến mũi kép sau cùng, mũi thứ 74. Sau khi đã móc được 74 mũi móc kép của cái hàng đầu tiên, chúng ta móc một mũi dời để kết thúc cái hàng móc này. Tiếp tục, hàng móc thứ hai, chúng ta móc lên 3 bính. Các bạn sẽ để ý cái chỗ cái 3 bính của cái hàng đầu tiên cho mình nha. Sau đó chúng ta móc tiếp hai kép vào hai chân kế bên. Tiếp theo, chúng ta sẽ móc một mũi ngoặt trước lên cái chỗ cái 3 bính của hàng thứ nhất. Các bạn móc một mũi ngoặt trước xuống phía dưới này để có được cái ô đầu tiên. Từ cái ô thứ hai, chúng ta sẽ bỏ hai cái mũi này, móc lần lượt 3 kép. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Tiếp tục, các bạn sẽ móc một mũi ngoặt trước vô cái vị trí này. Chúng ta có ô thứ hai. Ô thứ ba, chúng ta móc giống như ô móc thứ hai. Các bạn bỏ hai cái mũi kép kế bên đi. Móc lần lượt 3 kép vào 3 chân. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Sau đó chúng ta móc một mũi ngoặt trước cái chỗ mà hai cái mũi kép này các bạn bỏ, móc vô cái mũi thứ ba này, một ngoặt trước. Tương tự, các bạn móc cho hết cái hàng thứ hai cho mình.
ở cái ô sau cột của hàng thứ hai, sau khi đã có được 3 mũi móc kép rồi, các bạn cũng móc một mũi ngoặc trước. Sau đó là một mũi dời. Chúng ta đã xong hàng thứ hai. Hàng móc thứ ba, các bạn sẽ móc tương tự như hàng móc thứ hai. Chúng ta móc lên 3 vĩnh, 2 kép vào 2 chân. Và ở đây, các bạn sẽ móc vào cái phần cái mũi ngoặc trước này. Chúng ta cũng sẽ móc một mũi ngoặc trước, nó vô cái vị trí này. Chúng ta có ô thứ nhất. Tiếp tục, ô móc thứ hai. Các bạn sẽ thấy, chúng ta sẽ bỏ cái vị trí, cái chỗ cái mũi ngoặc trước đi. Chúng ta móc vô đây, 3 kép vào 3 chân. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Tiếp tục là một mũi ngoặc trước vào cái phần cái mũi ngoặc trước này. Chúng ta có ô thứ hai. Từ ô thứ ba, các bạn móc giống như ô thứ hai. Các bạn sẽ bỏ cái vị trí này đi. Chúng ta móc lần lượt 3 kép lên trên 3 mũi móc kép kế bên. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Sau đó là một mũi ngoặc trước vào vị trí này. Tương tự, các bạn móc cho hết hàng móc thứ ba. Ở cái ô móc sau cùng của hàng thứ ba, sau khi đã móc xong 3 mũi móc kép rồi, chúng ta cũng móc một mũi ngoặc trước. Sau đó là một mũi dời để kết thúc hàng thứ ba. Từ cái hàng thứ tư trở đi, các bạn sẽ móc giống như hàng móc thứ ba. Trước hết cũng là 3 bính. Sau đó là 2 kép vào 2 chân. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Rồi đến mũi ngoặc trước vào cái chỗ cái mũi ngoặc trước của cái hàng thứ ba. Chúng ta có ô thứ nhất. Sau đó các bạn móc tiếp. Chúng ta bỏ cái vị trí này, móc 3 kép vào 3 chân kế bên. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Kế đến là một mũi ngoặc trước. Chúng ta có ô thứ hai. Tiếp tục ô thứ ba. Các bạn cũng sẽ bỏ cái trong móc này, móc lần lượt 3 kép. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Kế đến là một mũi ngoặc trước. Tương tự, các bạn móc lần lượt cho đến cái ô móc sau cùng của hàng thứ tư. Ô móc sau cùng, các bạn móc 3 kép xong rồi đến một mũi ngoặc trước vô đây. Sau đó là một mũi dời để kết thúc hàng móc thứ tư. Ở các cái hàng móc tiếp theo, các bạn cũng sẽ móc tương tự hàng móc thứ ba và thứ tư. Chúng ta móc
đến khi nào được khoảng là 14 hoặc là 15 cm cái chiều cao thì chúng ta sẽ ngưng lại. Lúc này mình đã móc được cái phần cái chỉ màu trắng, nó là 14,5 cm. Chúng ta sẽ ngưng nó lại, sau đó móc tiếp hai cái hàng móc sau cùng với mũi móc kép ở cái phần chớp ở bên trên. Ở cái hàng móc đầu tiên, các bạn sẽ móc 3 bính và 74 mũi móc kép. Trước tiên, chúng ta móc 3 bính. Các bạn móc 2 kép vào hai chân kế bên. Tiếp tục, các bạn bỏ cái chân móc này, móc tiếp 3 kép vào 3 chân tiếp theo. Tiếp tục, bỏ cái vị trí này, móc tiếp 3 kép. Tương tự, các bạn móc lần lượt cho hết cái hàng móc này cho mình. Sau khi đã móc xong mũi kép sau cùng, mũi thứ 74 rồi, chúng ta móc một mũi dời để kết thúc cái hàng móc này. Ở cái hàng móc thứ hai, chúng ta sẽ móc trước tiên là 3 bính. Sau đó là 2 kép vào 2 chân nhưng chụm lại một đầu. Tiếp tục là một kép vào cái chân móc kế bên. Rồi đến hai kép chụm đầu. Tiếp tục, chúng ta cứ móc, cứ là mỗi một cái lần như một ô như vậy, là một kép vào một chân, sau đó là hai kép chụm đầu. Các bạn lặp lại tương tự như thế cho đến hết cái hàng móc thứ hai này cho mình. Sau khi đã móc xong hai cái mũi kép chụm đầu sau cùng của cái hàng thứ hai này rồi, chúng ta móc một mũi dời để kết thúc cái hàng móc này. Sau đó các bạn dùng kéo cắt bỏ cái chỉ thừa đi. Và ở đây các bạn chừa cho mình một cái đoạn chỉ nó hơi dài một chút xíu, để chúng ta sẽ luồn vô cái kim mai len, chúng ta kết cái nón lại. Các bạn sẽ dùng cái kim mai len kết cái phần chóp nón ở phía trên lại cho mình. Các bạn sẽ rút chặt cái phần chỉ ở phía trên lại. Ở đây chúng ta có thể làm thêm một cái chùm bông để kết ở bên trên. Cách làm chùm bông thì mình đã hướng dẫn ở các clip trước rồi, nên mình sẽ không nhắc ở đây nữa.
Hoặc là các bạn có thể mua những cái chùm bông người ta đã làm sẵn ở các cái tiệm bán phụ liệu đang móc. Và đây là sản phẩm của mình sau khi đã hoàn tất. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì hoặc là muốn móc cái mẫu móc nào, vui lòng comment bên dưới. Mình sẽ hướng dẫn sớm nhất có thể. Chúc các bạn thành công!